Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nguyên Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, để không mất thì giờ thì hôm trước anh Nguyên Khôi có đề nghị là chúng ta sẽ có chương trình đọc báo vẹn và đọc báo mạng. Mà chúng tôi cũng bàn với nhau thì anh Nguyên Khôi cho Hoàng Tuấn biết là chúng ta sẽ, cái chương trình đọc báo vẹn vẫn là chính. Chương trình đọc báo mạng thì nó không thường xuyên. Khi nào có những cái đề tài nào mà cần đó, mà nhiều người chú ý và nóng bỏng thì chúng ta sẽ có một cái chương trình đọc báo mạng thêm. Thay thế cho một chương trình đọc báo vẹn. Đúng rồi, tức là một tuần. Bây giờ hàng tuần, bây giờ chúng ta có hai chương trình đọc báo vẹn. Thì khi nào mà có những đề tài nóng bỏng mà trên mạng bàn thảo nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng là cái tin tức đó cần phải chia sẻ với quý vị, thì lúc đó thì dạ vâng, thì chúng ta sẽ làm một chương trình đọc báo vẹn để thế cho một chương trình đọc báo mạng, thế cho một chương trình đọc báo vẹn cho cái tuần lễ đó. Còn bình thường nó vẫn là đọc báo vẹn. Và trên YouTube thì Nguyên Khôi sẽ vẫn giữ cái số của đọc báo vẹn, nhưng mà chú thích kèm theo là đọc báo mạng ở trong đó để cho nó liên tục con số đó. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn Nguyên Khôi. Thưa quý vị, dĩ nhiên là khi mà đọc báo mạng thì chúng tôi phải chọn những cái nguồn nào khả tín. Chứ không phải, tại vì bây giờ trên mạng thì quý vị biết rồi, nhiều thông tin nó nhiều lắm. Bò đỏ nó hơi nhiều không? Bò đỏ nhiều. Rồi có một số người cũng cũng hơi rỗi, lấy hình ảnh cắt xén rồi tự nghĩ ra những cái tin không biết lấy từ đâu ra. Cho nên cái đó chúng tôi cũng phải chọn lựa. Thưa quý vị, cái đề tài mà nhiều người để người nhắc tới trong thời điểm này là vấn đề bạo lực. Đúng rồi. Và một cái tên mà được nhiều người nhắc tới là cô Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên. Thì chúng tôi cũng chưa hề nghe cô ấy hát và cũng chưa biết là cô ấy là người như thế nào. Chỉ biết là cô là vợ của Công Vinh, là một cầu thủ. Thì cô đã đến quyên góp là trên 1 tỷ, trên 100 tỷ anh hả? Dạ. 100 tỷ thì đó là một việc làm phi thường đối với một cô gái. Dĩ nhiên có dư luận lời vô tiếng ra, có người thì bảo rằng là cô làm như thế là vi phạm luật, không đúng theo cái nghị định 64 của chính phủ. Người thì bảo rằng là người ta cũng đi soi mói về cái chuyện riêng tư của cô ấy. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà nói chung đó thì đây là một cái việc làm rất là đáng khen ngợi. Vì trong khi người ta đang bị đói khổ như thế, bị lũ lụt như thế, thì có người đứng ra giúp đỡ. Thì cô Thủy Tiên là một cá nhân, cô làm trước. Bây giờ chính phủ mới làm sao? Sẽ cấp 500 tỷ đồng cho 5 tỉnh miền Trung để ứng phó mưa lũ. Đó là chính phủ tạm cấp nha, cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để cứu hộ cứu nạn, an sinh xã hội. Thì đó là ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho biết như thế trong một cuộc làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Và thưa quý vị, chính phủ cũng cấp cho các tỉnh bị thiệt hại đó 1.000 tấn gạo, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng v.v. Thưa quý vị, lý do tại sao người dân đó, người ta lại tin vào một cá nhân mà người ta không tin vô đảng và nhà nước? Và cái nghị định 64 của nhà nước thì quy định rằng là những cá nhân đó không được làm những công việc này, phải qua những cái tổ chức mà đặc biệt là lệ thuộc vào Mặt trận Tổ quốc, như là Mặt trận Tổ quốc rồi Hội Chữ thập đỏ v.v. đó. Thì thưa quý vị, cái bài báo mà nói là bỏ 500 tỷ đó, nó có cái chuyện như thế này, quý vị thử nghĩ. Ông Chim là Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông cho biết là Bộ đã cấp 22 tấn lương khô cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nha. Ông Chim đề nghị lãnh đạo địa phương đưa lương khô vào ngay cho dân vùng lũ. Vừa rồi chúng tôi phát hiện một số lãnh đạo địa phương cấp cơ sở chia lương khô cứu trợ cho cán bộ như làm quà, vì thứ này ngon. Trời ơi. Như thế là hỏng hết. Lương khô này gửi cho dân, người dân đang cần. Tiếng Chim nói như thế. Thưa quý vị, một gói lương khô nó không đáng là bao nhiêu cả. Ông bà mình có câu là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mà bây giờ trong lúc mà người dân đang khốn khổ như thế, cán bộ đó thay vì bỏ công bỏ sức ra để mà lo cho dân, lương khô của người dân chia nhau bởi vì nó ngon. Các ông không có chết đói. Thưa quý vị, những người các tỉnh như miền Quảng Trị, Quảng Nam hay là Thừa Thiên v.v. người ta thường hay mắng con cháu đó. Khi mà chúng nó ăn uống hỗn hào đó, tổ cha mi, tao bỏ mi đói à, mi chết đói à. Thì thưa quý vị, cái này nó tồi quá. Chúng tôi xin lỗi phải dùng những cái chữ nó quá tồi bại. Vì thứ này ngon,
Vâng, thưa quý vị. Ôi giời, nó ngơ như thế nào? Đến như vậy thì làm sao mà người dân tin được? Cái chuyện nhỏ còn như vậy, huống hồ mà đồng tiền đưa về cho dân thì cũng có những cái bài báo liên quan tới cái chuyện mà đưa cấp cho dân gì đó, xong rồi sau đó thì cán bộ xã đến lấy lại đó, phải không anh? Thì đó là một cái chuyện là lương, một miếng lương khô nha. Và ông nói như thế này, những cán bộ nói là việc này không phải tham nhũng gì, nhưng đây là quà để phát cho dân. Tôi đề nghị không riêng về Quảng Trị mà các địa phương khác phải lưu ý việc này. Ông Phó Thủ tướng nói như thế. Và cái việc này là những người vô ý thức. Thưa quý vị, cái việc này đó, nếu bình thường nha, bình thường á, anh lấy một miếng, một cái phần ăn của người ta, thì cái chuyện đó nó cũng không không đúng. Nhưng mà nó không có nặng bằng cái trường hợp này. Không anh ạ, à, nó đúng chứ. À, cấp ăn cứ ăn cấp có hai ổ bánh mì mà đi tù cả hết năm này qua năm khác. Đấy là cái trường hợp bình thường. Đấy. Còn cái trường hợp này là ăn cướp. Không thể nói như Hoàng Tuấn là tình cảm. Nói như ông tướng kia là nói vớ va vớ vẩn. Nói theo luật pháp, sách vở pháp luật đó, đây là ăn cướp. Nó tội quá. Cái này là chính phủ dành cho dân. Anh ăn mà cái dân ta đang cần mà anh cướp trên miệng người ta, anh phạm tội ăn cướp vào cái lúc này chứ không ăn cắp ăn cướp chứ không phải là. Nhưng mà anh biết một miếng ăn nhỏ như vậy nó phản ánh được cái tư cách, cái nhân cách của một con người. Và thưa quý vị, người Việt Nam, xin lỗi người Việt Nam, chúng ta khi mà chửi một người nào đó, mắng mỏ người nào đó, thường hay đem ví von với súc vật. Mày là con thú chứ không phải con người. Hay là người ta thường cái con mà gần nhất trong nhà đó, người ta kêu là con chó. Ngu như chó, tham như chó, vân vân và vân vân. Nhưng thưa quý vị, trong trường hợp này không thể ví von như vậy được. Không thể ví von là những người, xin lỗi quý vị, nếu mà có ghét mấy ông này, không thể nói ồ ông là tham như chó được. Nói như thế là xúc phạm, mà xúc phạm đến con chó. Quý vị có nuôi chó, quý vị biết con chó đó, nó là con vật nha, mà nó sống có tình có nghĩa. Quý vị thử vô YouTube xem, biết bao nhiêu chuyện cảm động về những con chó. Và hay thế giới loài vật đó, chúng nó tàn sát, nó giết mà nó giết con vật khác thôi, không bao giờ nó giết đồng loại của nó. Và nó có những cái nó đứng ra nó phải bảo vệ nữa. Mình là con người, mà mình là cán bộ đảng viên, ăn làm chi mà nó tồi bại mà nó bẩn thỉu như thế. Một hộp lương khô cho quý vị. Quý vị không phải là người chết đói, đừng có làm như thế nhé. Và mình làm như thế đó thì làm sao mình dạy con cháu được anh ạ? Con cháu mình nó biết như vậy nó khinh, nó sẽ khinh mình nha. Tội. Báo Việt Nam Net có đăng bài Thủ tướng yêu cầu giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ theo Nghị định 64. Thủ tướng yêu cầu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các bộ ngành địa phương tổ chức giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ bảo đảm theo Nghị định số 64/2008. Sở dĩ người ta nhắc đến cái chuyện này mà ông Thủ tướng phải lên tiếng là tại vì trong thời gian vừa qua, như Hoàng Tuấn vừa chia sẻ với quý vị và chắc là quý vị đều biết rồi, chuyện cô Thủy Tiên quyên góp được hơn 100 tỷ và đây là một con số phải nói là một con số tuyệt vời, kỷ lục từ trước đến bây giờ, một cá nhân đứng ra quyên góp mà trong một thời gian rất là nhanh, chỉ có mấy ngày thôi, con số đó là kinh hoàng như vậy. Và nhiều người dĩ nhiên là câu hỏi là tại sao chính phủ không đứng ra tổ chức quyên góp. Có ông chủ tịch nước, ông tổng bí thư có đứng ra kêu gọi mọi người và kêu gọi cả Việt kiều hải ngoại đã đóng góp để cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt. Nhưng mà cho đến bây giờ thì không biết con số ông ấy gọi kêu gọi quyên góp được tỷ nào chưa. Nhưng mà riêng cô này thì thưa quý vị, khi mà cô quyên góp một cái số tiền đó, nó tạo thành một cái chấn động ở trong nước. Trước hết về tình thương, người ta thấy rõ ràng người Việt vẫn thương nhau, rất là thương nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Người dân vẫn sống có tình cảm. Người dân Việt rất là thương nhau, rất là có tình cảm. Nhưng tại sao người ta lại dồn hết tiền cho cái cô này mà một cách nhanh chóng như vậy? Là tại vì họ không tin với ông nhà nước. Nó thẳng đang đứng các cơ quan nhà nước, mặt trận hay là Hội Chữ thập đỏ, bây giờ đứng ra quyên góp người ta cũng có đóng, người ta không có góp. Lương khô nó còn lấy nó ăn mà đưa tiền. Không phải nó. Là người ta không tin nữa thưa quý vị, mà người ta khinh. Khinh quá đi chứ. Người ta khinh, người ta làm sao mà tôi có thể đưa tiền để giúp đỡ cho người khác. Chúng tôi biết là cái người khác, người dân cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền ra, tôi có phương tiện. Quý vị có phương tiện, nhưng mà chúng tôi không đưa tiền được cho quý vị là tại vì cứ đưa bao nhiêu quý vị ăn bấy nhiêu, ăn từ xưa cho đến bây giờ. Không phải lần này nó mới xảy ra. Mấy chục năm đời ta có đảng thì đời ta ăn từ ngày đầu cho đến ngày hôm nay, mấy chục năm cứ ăn liên tục. Không phải một hai cán bộ, không phải là chuyện cá nhân. Ăn từ trên ăn cả xuống, cả một cái hệ thống. Cả một cái hệ thống như vậy. Thì làm sao lòng tin bây giờ nó mất rồi, hết rồi, không còn tin được nữa. Vâng. Và chưa hết là xin lỗi anh Hoàng Tuấn, chúng tôi đã hết cái idea, cái ý. Tại vì bây giờ quý vị thấy không? Đột xong rồi, nước rút hết rồi.
Xong rồi đó, bây giờ lo dọn dẹp. Mấy ông ấy bắt đầu yêu cầu Trung ương hỗ trợ chữ thập đỏ, cán bộ ngành địa phương tổ chức giám sát, chưa tổ chức, chưa làm được gì đã lo giám sát rồi. Vâng. Không đến bây giờ mà đến bây giờ mà các ông ấy mới kêu gọi như vậy thì chúng tôi không biết là người dân có chờ được mấy ông không? Người dân lũ lụt có thể chờ được mấy ông trong những cơn lũ lụt đó? Thưa quý vị, không có cô Thủy Tiên có làm việc này thì người dân không được cái gì, không được cái gì cả. Không phải chỉ mình cô Thủy Tiên, thực sự là có rất nhiều bây giờ những cá nhân. Nhưng mà mình phải nói cho nó chọn cho nó hết. Ừ. Những hội đoàn tổ chức hay là những cá nhân tự nguyện khác nhau, có người nhiều người ít, cô Thủy Tiên là một trường hợp nổi bật. Nhưng mà có rất nhiều hội đoàn khác nhau. Các tôn giáo chúng tôi thấy Hòa Thượng Thích Không Tánh, rồi chúng tôi thấy các cha, tức là linh mục, cả hội đồng giám mục nữa cũng xông vào hết. Rồi những cá nhân, những người rất là bình thường, những hội đoàn từ thiện, hội từ tâm vân vân, đọc nhiều lắm. Và nhất là cảm động nhất là có những cái trên Facebook có những cái trang người ta nhắn tin. Các hội đoàn từ thiện cần đi gì đó, xe gì đó, cần xe xin gọi số điện thoại để chúng tôi sẽ cung cấp xe miễn phí. Có nơi rất là nhỏ thôi nhưng mà nó rất tình nghĩa trong đó, chúng tôi sẵn sàng sửa và lốp xe đó, sửa vỏ xe bị hư có cho tất cả các hội đoàn hoàn toàn miễn phí. Không có, rồi có những bà cụ, hình ảnh có những bà cụ cầm một cái thùng mì chạy tới cái xe cứu trợ để đưa cho giúp nhờ chuyển tới những nhà lũ lụt. Còn ông thủ tướng thì ông cứ ngồi ông nói một tên hề, nói như một tên hề, thưa quý vị, làm được cái gì đâu. Thì cho đến giờ này 500 tỷ, trong khi đó người ta 100 tỷ người ta đưa tới cho dân rồi, bây giờ mình mới lẹt đẹt. Mà quý vị biết rồi đó, mấy ông nội cộng sản là ông họp, nội chuyện họp hành, ông ban về xong là cho tới khi mà ông làm xong đó thì chúng tôi nghĩ có thể kịp để cứu cho lũ lụt năm sau thôi. Cái này nó tồi bại lắm, mà rất là nhanh. Như là anh Khô có nhắc là cái việc mà ăn lương khô là tồi bại nha. Bây giờ báo Tuổi Trẻ Online là có một phái đoàn ở Sài Gòn đi làm từ thiện ở miền Trung, đến ở Quảng Bình. Thì khi đoàn từ thiện vừa đi khỏi, cán bộ thôn trung thôn đã đến từng hộ vừa nhận được tiền cứu trợ bão lũ 500.000 đồng một hộ, yêu cầu nộp lại 400.000 đồng. Thì người dân không đồng ý thì còn hăm dọa. Nó không đưa lại thì mai mốt là có cứu trợ là sẽ bị cắt. Thì người ta hỏi tại sao như thế, thì ông bảo rằng là cái này để lấy là rồi mới chia đều ra, tính toán là để chia đều ra cho xong rồi người ta khác. Thứ nhất là cái chuyện là hội đoàn nó cho ai thì người đó được hưởng, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ai mà tin được mấy bố đấy mà lại còn lấy ra mà chia đều nữa, mới chia cho nhau mấy bố của mấy lương khô. Ông nói thiếu, ông lấy ông chia đều mà chia đều cho cán bộ á, mới chia đều cho dân, cho nên nhiều khi nhà báo người ta viết lộn. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, khi trở lại phần 2 thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì vẫn là cái chuyện mà cứu trợ đó. Thì bây giờ không cần phải mình phải làm thống kê, không cần mình phải lấy ý kiến gì cả. Thì cái việc mà người dân người ta ủng hộ cho một cá nhân hay là các đoàn thể không lệ thuộc với nhà nước đó để đi làm cứu trợ, thì quý vị biết được cái lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước như thế nào rồi. Rất là rõ ràng. Bởi vì nếu mà người ta, thứ nhất á, nếu mà nhà nước giỏi, nhà nước đã có những cái kế hoạch, và khi mà lũ lụt xảy ra như vậy đã ngay từ lúc đầu nhà nước đã bắt tay vào rồi, có cái biện pháp ứng phó, chứ không thể nào đi theo đuôi một cái cô một ca sĩ mà nhỏ bé như thế. Thưa quý vị, nếu mà chúng tôi nghĩ là trong cương vị của những người lãnh đạo, thủ tướng, phó thủ tướng, rồi tất cả các ông trong ban ngành đoàn thể, các bộ trưởng á, thì quý vị không biết có một cái bài báo trên mạng thì họ là các vị ngủ có ngon không. Tôi thì hỏi là quý vị thấy có nhục không? Nhục quá đi chứ hả? Một cô ca sĩ, cũng không phải là ca sĩ là thuộc dạng diva gì cả. Nhỏ bé, nhưng mà cô làm được công việc như thế. Cô mới sinh năm 85 thôi. Thì bây giờ mình là bộ trưởng, mình thủ tướng, phó thủ tướng, mình nhục quá. Quá nhục đi chứ hả? Đi ra đường đừng có ngước mặt lên nha, xấu hổ lắm. Nhưng mà thế mà ông Nguyễn Xuân Phúc á, trong một cái buổi mà hội nghị đấy, khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội đó, vào khóa 14 ngày 20 tháng 10, thì ổng nói như thế này rằng là ổng nhấn mạnh là năm 2020 là năm thành công của nước ta với những kết quả thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước không ngừng củng cố và nâng cao. Thì chúng tôi thắc mắc cái chỗ này. Hồi trước tới giờ chúng ta luôn luôn nói là nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đảng.
tất cả những cái cuộc bầu cử này kia là 99% trở lên cả. Ừ. Thì một khi nhân dân đã tuyệt đối vào đảng nữa thì không cần phải củng cố. Còn chỗ nào nữa mà nâng cao? Ví dụ cái nhà của anh xây nó kiên cố quá rồi. Ừ. Ông là anh củng cố cái gì nữa. Còn nâng cao tuyệt đối rồi. Đỉnh rồi. Nâng đi đâu nữa? Còn chỗ nào mà nâng? Nó chạm trần rồi. Bây giờ còn nâng cao nâng chỗ nào? Niềm tin nhân dân đối với đảng nhà nước không ngừng củng cố. Tôi thấy cái này nó thừa. Lúc nãy chúng tôi bảo ông là hề. Thì bây giờ chúng tôi xin lỗi, phải thêm chữ một cái tránh một cái tên hề mà một cái tên ngố ngớ ngẩn mới nói những câu như thế này. Hề mà hề rẻ tiền á. Rẻ tiền dạ, rồi. Thôi à, sự... Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo này báo Tuổi Trẻ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói sẵn sàng trực thăng chở lương thực cho dân. Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện các chế độ chính sách cho chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ và gia đình người thân. Tình hình mưa lũ còn phức tạp, quân đội đã sẵn sàng lực lượng và huy động trực thăng để cứu trợ cho dân khi cần thiết. Vâng, thì bây giờ trước hết nói về cái chuyện mà đi cứu trợ, đi thực hiện những chiến sĩ hy sinh. Thì có hai vụ, một vụ 13 người đầu tiên là những người đó thì Rào Tranh 3 đó thì đã được cấp huy chương gì đó nghe nói vậy. Còn trong đó có hai vị tướng, một ông thì tướng, một ông đại tá thì bây giờ cũng được là truy thăng là tướng rồi. Sau đó thì 22 người nữa chết ở một cái nơi khác. Thì thưa quý vị, trước hết chúng tôi có cái hình ảnh mà người ta đưa lên đó, mà người ta ca ngợi là những người hy sinh cứu lục đó, cứu lục đó. Thì chúng tôi thấy hình ảnh của những vị tướng tá là những người dẫn chức vụ quan trọng. Thì chúng tôi thấy những người này họ đi làm cái gì chứ đâu phải đi cứu đi. Một cái cuộc mà đi cứu dân, cứu lũ lụt nó phải có phương tiện, chứ cái nào có phương tiện cái đấy. Câu hỏi đầu tiên là tôi hỏi họ không phải là chuyên môn, các ông có phải là những người chuyên môn lắm không phải đi cứu hay không? Người ta không thể bây giờ đi, có, bây giờ đi cứu những người mà chết đuối thì cái người đó, cái người mà chưa làm công việc đó trước hết là phải biết bơi cái này, biết bơi rồi họ được huấn luyện cứu lên được cứu như thế nào và trong trường hợp đó như thế nào, mới ông là có được huấn luyện không, thứ nhất. Thứ hai, ông nào cũng là tướng, tướng thì cũng là đâu có thể tướng mà 18-20 tuổi đầu học ấy, tướng là phải 40-50 tuổi rồi và tướng cũng đã phục phịch rồi, bụng thì cũng bắt đầu phệ ra rồi, mặc áo thì áo mưa thì thấy là nó căng ra rồi đó. Mà chỉ có cái áo mưa, mặc cái áo mưa thì cứ luẩn quẩn với nhau, cứ đi lại lại với nhau, chẳng biết làm gì trong đó mà đi cứu. Thì thưa quý vị, đưa người ta vào những cái hoàn cảnh đó mà người ta không được trang bị những cái thứ cần thiết, để rồi cuối cùng người ta chết, thì một là quân đội phải chịu trách nhiệm. Hai, có những quý vị đi đánh giặc mà quý vị không có súng không? Có súng. Thứ hai là những cái người đó có thực sự họ đi cứu không? Cứu nạn hay không? Là họ làm cái gì? Tại vì có những cái tin nói rằng những cái ông tướng ở trong đó cũng có cái phần hùn trong mấy cái đập thủy điện, cho nên mới thực sự nó mới coi cơ sở làm ăn của mình nó tới đâu rồi. Đúng rồi, đi là như phải như vậy. Ví dụ như bây giờ bên Mỹ nè, cháy nhà thì phải có cứu hỏa người ta tới. Cứu hỏa thì có xe cứu hỏa, phải có thang, có nước, phải có được cái nhân viên cứu hỏa, phải được huấn luyện đàng hoàng và có cái trang phục để mà của những người cứu hỏa xông vào lửa nó như thế nào, nó ví dụ như anh Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn đi ngang thấy đám cháy chúng tôi nhảy vào cứu, người ta đâu có cho. anh không phải là chuyên môn. Đó. Thì thưa quý vị, cái việc lũ lụt năm nào nó cũng có. Thế tại sao mình không có một cái ủy ban ha, mình phải chuẩn bị những cái cần thiết nhất. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ bây giờ Việt Nam áo phao thì nó không phải là cái chuyện mà quá ư là tốn kém. Người ta sản xuất được nhiều áo phao Việt Nam bây giờ, với cái trình độ Việt Nam bây giờ thì mấy chuyện mà làm áo phao nó rất là dễ dàng. Và chúng tôi thấy họ có những ngày đưa lên là họ sản xuất trong nước rất là nhiều. Tại sao mình không có kế hoạch mà cung cấp những cái áo phao đó sẵn sàng cho người dân? Đừng đợi lúc đó mà đưa áo phao cho người dân và, thì... Và lại anh thấy anh ấy qua một cái việc này để chúng ta thấy được cái trình độ quản lý đất nước và cái sự cai trị của đất nước, người dân của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam á. Thứ nhất là tham lam, ngu dốt và tàn ác. Chúng tôi khẳng định điều đó. Bởi vì quý vị cứ nghĩ đi, một cái tượng đài, một cái công trình, không phải một, mà rất nhiều công trình xây rồi bỏ. Và những cái tượng đài, thì tất cả những khoản tiền đó, thưa quý vị, không phải một cái áo phao mà một người có thể 10 cái áo phao cũng dư sức nữa. Thì quý vị thấy, tại sao đất nước mình khổ như thế, dân mình khổ như thế mà lại đi xây tượng đài? Và thưa quý vị, chúng tôi có xem ở trên, có một người ta làm video clip ở ngoài Huế đó, cái sông An Cựu đó, thì người ta quay, thì tình cờ ta quay được một cái cây cầu, thì anh nói là đây là cái cây cầu mà nó không có đường,
Thế tức là tôi xây cái cây cầu nó băng qua sông. Cầu thì xây xong rồi. Đấy, nhưng mà không có nối với con đường nào cả. Tức là đây là cây cầu chờ đường, không có con đường nào cả. Tức là cơ sở bắt cái một cái cây cầu mà không có nối vào con đường vô nào cả. Vô trách nhiệm mà. Thưa quý vị, tại sao mà cái chuyện mà những công trình ngàn tỷ bị bỏ hoang hay là những tượng đài, tất cả những cái thứ ông Thủ tướng thấy không anh? Thủ tướng thấy chứ hả? Ông Thủ tướng cả thấy. Nước còn thấy dân. Ông Chủ tịch nước, ông Tổng Bí thư thấy. Thế thì tại sao? Đầu óc ở đâu? Tai ở đâu? Mắt ở đâu? Đó là những con người luôn luôn mở miệng, người ta nói vì nhân dân, lo cho dân, mà thực sự đó người ta dùng cái chiêu bài nhân dân nhưng người ta đang giết dân. Và chúng tôi chỉ có một cách, đó là tham lam, độc ác và ngu dốt. Chỉ có vậy thôi. Nếu có thì giờ thì một, hay có dịp khác thì chúng tôi sẽ trở lại với cái câu chuyện lũ lụt này, qua cái vấn đề mà tại sao nó đưa đến cái tình trạng lũ lụt càng ngày càng trầm trọng, với cái vụ mà đốn cây rừng. Chúng tôi sẽ nói tới cái đề tài đó, và cái đề tài đó cũng rất là hay. Nhưng mà Nguyễn Khôi thấy cần phải nói cái chuyện này. Hoàng Tuấn có nói rồi, và Nguyễn Khôi xin nói thêm một chút xíu cho nó rõ ràng hơn. Đó là sau cái vụ này, chúng tôi hy vọng, chúng tôi cầu mong, và chúng tôi nghĩ rằng là người dân cũng đang chờ đợi quý vị, là phải miền Trung năm nào cũng bị lũ lụt cả. Có năm nặng, có năm nhẹ, nhưng mà nào cũng có. Nay thì nó xảy ra tỉnh này, mai nó xảy ra tỉnh kia. Nhưng mà hầu như năm nào cũng có. Thì phải có một cái ủy ban, thành một cái bộ cũng được, một cái ngành cũng được, nhưng mà cho mấy cái ông đàng hoàng nhé, đừng có cho mấy cái thứ mà vớ va vớ vẩn vào đây là không mà được. Lấy đường khổ vừa ngu vừa ngu dốt nhanh hoàn toàn, nó vừa ngu dốt vừa tham lam vừa ác độc, và nó làm những cái công việc này. Luật bị sẵn một ủy ban phòng chống lũ lụt, phòng nữa cả, để phòng nó như nào, và khi mà tình trạng nó xảy ra thì chống là chống làm sao nó sẵn sàng, đừng đợi đến cái lúc đó. Năm nay mình có cô Thủy Tiên và có các tôn giáo, có các hội đoàn tư nhân hỗ trợ. Nhưng mà công việc này là công việc của nhà nước, của chính phủ, phải lo cho dân. Khi chuyện nó xảy ra, nó sắp xảy ra thôi, mình đã phải ứng phó như thế nào. Người dân đã chuẩn bị sẵn sàng cho người dân phao cứu sinh và các cái tàu hay là các cái ghe nhỏ, bơm hơi, xuồng. Những cái đó mình có thể làm ở trong nước. Bây giờ phương tiện nó quá dễ dàng để mà sản xuất đi. Tại sao mình không trang bị cho mỗi gia đình? Mình làm xe hơi được mà. Không, mình bây giờ nó quá dễ, hoàn toàn quá dễ đi. Bởi vì tôi lấy chiếc xe hơi mình làm được mà. Tại sao mình không cung cấp cho người dân sẵn sàng những phương tiện đó, và khi chuyện nó xảy ra thì người ta sẵn sàng, người ta đối phó với lũ lụt. Anh thấy không hết vấn đề. Những ông cán bộ đó, ông cũng đã lo là phòng chống lũ lụt chứ. Chứng tỏ là nhà ông nào cũng lấy nhà ở vùng cao đó. Đó. Chúng tôi không lo được cho một, lo cho dân thì lo cho bản thân gia đình chúng tôi, có nhà rất là cao, lụt không bao giờ đến. Thì đúng phòng chống, nhưng mà phải lo cho mình trước rồi mới lo cho người khác sao. Cho nên anh thấy khi lũ lụt xảy ra thì chỉ có nhà dân thôi, là ngay trong thành phố đó, những khu mà khi mà nước mưa nhiều, nước ngập á, nhà dân thôi, chứ còn nhà cán bộ không ngập. Cho nên các ông cũng đã có kế hoạch rồi. Rồi thưa quý vị, đó là chuyện lũ lụt. Còn bây giờ ở Việt Nam á, ai cũng biết rồi, đi về Việt Nam, đi qua hải quan là gì? Là phải bỏ tiền. Yeah. Đó. Và một đó là một cái bộ mặt. Trong khi mấy ông chủ tịch, mấy ông thủ tướng đi ra nước ngoài kêu gọi kiều bào về thăm quê hương, xây dựng đất nước. Nhưng mà cái về là nó vòi tiền, Thưa quý vị, chúng tôi tất cả cái Hà Nội, Sài Gòn, bất cứ chỗ nào cũng vậy. Những khi mà có hộ chiếu đưa vô đó, mà đa số cán bộ mà hải quan đó thường là con ông cháu cha, hay là thứ mà mới được vào làm chỗ đó phải mua gốc, phải mua một là gốc gác đó nha. Đa gốc số gác. Miền Bắc là nhiều nha. Bởi vì miền Bắc chiếm miền Nam mà. Thì khi mà đưa cái hộ chiếu vô, mà nếu mà không có tiền cái này còn thiếu, sang bên kia ghi chép đầy đủ mang sang đây nhá, lạnh mặt lạnh tanh. Nhưng mà nếu mà khi có tiền vô, ôi giời ơi, lâu quá thì bây giờ mới về thăm quê à? Đi lâu thế không nhớ quê à? Ôi giời, thì giấy tờ như thế thì tốt lắm, thôi sang đấy đi nhá. Là bởi vì trong đó nó có tiền. Oh. Anh thấy không? Anh thấy cái sức mạnh của cái đồng đô la không? Nhìn thôi, không có tiền là cứ nhìn tới nhìn lui. Dưới tôi còn thiếu nhiều lắm, sang đi. Hay là cứ lật ngược hả? Khai báo. Hay nhiều khi có đồng chí đó không biết đọc chữ. Ghi, mang cái gì ghi cho rõ vào rồi sang đấy nhá. Mà khi có tiền rồi còn hỏi thăm ấy. Ôi giời, đi thế mà không nhớ quê à? Bây giờ mới về. Rồi thế là về vui vẻ nhá. Thế quý vị, nó trơ trẽ như thế. Thì nó có cái bài báo là chiến dịch bàn tay sạch cho ngành hải quan. Chúng tôi không đủ thời giờ báo lao động online.
Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ 3 công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong thời gian 15 ngày đi kiểm tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến bài viết nườm nượp cảnh kẹp tiền đưa nhận tại Hải quan Hải Phòng trên báo Lao động. Không phải riêng nhà Hải Phòng, tất cả các nơi, cái chuyện nó rất là rõ ràng. Tất cả những ai đã sống ở hải ngoại từng về Việt Nam đều biết chuyện này cả. Ừ. Đấy. Ai cũng hiểu, chỉ một người đấy. Không hiểu. Nhớ là khi mà có tiền đã là, ôi giời ơi, lâu quá không về thăm. Mà không có tiền thì là sang bên kia. Nườm nượp, người ta dùng chữ nườm nượp. Đúng, nườm nượp cảnh kẹp tiền đưa nhận tại Hải quan Hải Phòng. Thì kinh thế. Kinh thế. Rồi, có lẽ chúng ta cũng không đủ thời giờ để anh ha. Rồi. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị. Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.